Lời đầu tiên là con chào quý Đức cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể giáo dân trong tình yêu của Đức Kitô. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể giáo dân. Con là linh mục Lorenzo Trương Văn Luyện, chánh xứ giáo xứ Gò Dầu thuộc giáo phận Phú Cường. Con có chăm sóc thêm một cái giáo họ Bến Cầu, giáp biên giới Việt Nam Campuchia theo hướng cửa khẩu Mộc Bài. Trong thời gian qua, Đức cha giao cho con lo về nhà thờ cũng như là các cơ sở để có nơi học giáo lý và có nơi cư bí tích. Sau khi công việc đó tương đối ổn, nay có điều mà con muốn hòa nhập với lại giáo hội toàn cầu cũng như tất cả quý cha và toàn thể ân nhân để lo cho những người nghèo khó. Điều đó con đã cưu mang từ lâu. Khi đặt chân giáo xứ, con đã nghĩ tới, nhưng do công việc xây dựng nên chúng con chưa thực hiện được. Nay trong cuốn phim này, con xin quý cha, quý sĩ nam nữ và toàn thể giáo dân cộng tác với con trong việc chăm lo cho những người nghèo khó, những người thiếu thốn, những người xấu số, những người vô gia cư để họ nhận ra tình yêu của Chúa qua sự san sẻ của tất cả mọi người chúng ta. Hơn nữa là giáo xứ con đang giúp ở vùng Tây Ninh, người Công giáo rất ít và người anh em Tôn giáo bạn Cao Đài chiếm 60%, và còn lại là tất cả anh em Tôn giáo Phật hoặc là Đạo Ông Bà. Công giáo chỉ có hơn 4% mà thôi. Nên việc truyền giáo và việc bác ái là hai việc rất cần thiết. Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI trong tháng 10 vừa qua cũng đã mời gọi tất cả chúng ta rao giảng tin mừng và trợ giúp tài chánh để bác ái với tất cả mọi người. Đó cũng là điều mà chính Chúa đã thôi thúc chúng con, thôi thúc bản thân con trong giây phút này, để rồi từ đó một mình làm không được trọn vẹn các việc này, và tha thiết kêu gọi quý tu sĩ nam nữ và toàn thể những ân nhân, những nhà hảo tâm rộng tay nâng đỡ chia sẻ với con trong việc lo cho nghèo, lo việc truyền giáo tại nơi con đang làm việc. Với những lời kêu gọi đó, con tin tưởng rằng các vị cũng sẽ cộng tác nhiệt tình với con để hiệu quả truyền giáo tại giáo xứ Gò Dầu và giáo hội Bến Cầu được ngày một tốt đẹp, nhiều người nhận biết Chúa. Con hết lòng cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ, lắng nghe tâm tình, lắng nghe sự thôi thúc của Chúa nơi chính bản thân con, để rồi từng bước đồng hành với con trong việc mà con vừa trình bày trong đoạn phim này. Khi con trình bày tất cả những điều thao thức của con cũng như lời mời gọi quý vị về đây, mời quý vị cùng với con rời nhà thờ, rời giáo xứ này để đi hơn 10 cây số đến những người anh em nghèo khó thiếu thốn thật sự tại cửa khẩu Mộc Bài biên giới Việt Nam Campuchia. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con có cuộc sống ngày hôm nay. Với bàn tay và khối óc, Chúa cho con đi vào đời để mưu sinh và làm sáng danh Chúa. Mỗi ngày khi thức giấc, con cảm tạ Chúa, và đồng thời cũng là lúc con đối diện với những khó khăn trong một ngày mới. Nào là cơm ăn áo mặc, gạo tiền, nào là công việc làm, việc dạy dỗ con cái. Vì để ngày mai có chén cơm manh áo, hôm nay con phải lao động vất vả. Vì để ngày mai được vào nước trời, hôm nay con phải là người Kitô hữu sống tốt, sống chứng nhân giữa đời. Con dâng Chúa đôi chân.
chúng ta là cửa khẩu Mộc Bài, Việt Nam Campuchia. Và ở tại đây có được mảnh đất của giáo xứ trước có thứ 75, nhưng do chưa có chiến tranh đã sụp đổ từ lâu rồi, chưa xây dựng được ngôi nhà thờ. Và trên đất nhà thờ này hiện nay có hơn 30 hộ nghèo đang ở đất nhà thờ. Vì vậy chúng ta sẽ nhìn lại biên giới Nam Campuchia, cũng như là chúng ta sẽ sắp tới sẽ gặp gỡ những người nghèo mà ta đang quan tâm lo lắng cho họ. Sau chiến tranh về đây đang sống trên đất nhà thờ, hiện nay ông bà cho em thấy đang bị ngập úng về rất là khó khăn. Đó cũng là điều mà đại gia cũng phải lo lắng cho họ cái chỗ ở, và hơn nữa họ chỉ sống tạm đất nhà thờ, không đi làm việc gì đâu, con các tạm thời, nên ta có thể bước cái sài gần vô để xem nước nôi trong cái mùa mưa rất là khó khăn. Thưa ông bà anh chị em, đây là đất của nhà thờ 4.425 m², nhưng do khó khăn của người dân, đã đất nhà thờ được trưng dụng để làm nhà ở cho bà con giáo, bà con lương và giáo ở trên tạm đất này, nên họ đã ở tạm rất là vất vả, rất khó khăn, nhất là mùa mưa chúng ta vừa thấy nước ngập hết tất cả, đó là khó khăn lớn. Nước ngập như thế này nó không phải như là nước lũ lên, mà đây là nước các nơi dồn về, nên từ đó nó khó hơn là cái nước lũ. Thí dụ như nước lục thì nó dâng lên xong rồi nó sẽ hạ xuống, còn ở đây là thành cái ao tù ra chờ khi nào mà nó rút xuống tại chỗ, chứ còn không có thoát nước đâu được nữa hết. Đó là khó khăn rất lớn về vấn đề chỗ ở. Bên cạnh đó nó kéo theo cái vấn đề ăn uống, rồi vấn đề sinh hoạt, vấn đề học hành của các em, nó rất là nhiều khó khăn. Đó là sự thật mà ông bà chị em vừa nhìn thấy ở trên hình ảnh mà được quay cho bà con chúng ta. Lẽ ra chúng ta sẽ đến với những hộ dân sống trên đất nhà thờ, trong đó có những người nghèo bị mù mắt, nhưng mà vì nước lên cao tới đầu gối nên không có vào trong một vài nhà ở ngoài chỗ đất nhà thờ được. Giờ đây chúng ta bắt đầu trên đường đi tiến vào huyện Bến Cầu. Ở trong đây cũng có rất là nhiều người nghèo, ở đó sẽ quay một hai nhà để điển hình để ông bà chị em nhìn thấy được cái sự thiếu thốn và cần sự giúp đỡ của tất cả chúng ta. Con thấy nước đang ngập, người ngập đá hết. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, nguồn mạch của tình yêu mà Chúa dành cho nhân loại. Trái tim Chúa nhiều lần bị đâm thâu, bị rướm máu bởi tội lỗi của con. Xin cho con biết ăn năn chừa cải tội lỗi, để trái tim Chúa được nguyên vẹn hình hài. Và xin trái tim Chúa luôn ủ ấp đời con.
Thương mà chị em, do nước ngập quá rồi bà con đã bỏ nhà đi nơi khác sống, ngôi nhà chỉ có sơ sát thế này thôi. Có thể nhìn vào bên trong, anh ở chỉ có một cái giường với là cái bàn đơn sơ như vậy, rất là khó, rất khổ, rất có Chúa. Rồi chúng ta nhìn thấy được, chia sẻ với lại cái thiếu thốn của anh đã nước ngập quá, anh đã di dời đi nơi khác. Chúa vẫn còn thể hiện rất tốt, có ảnh Chúa, lòng thương xót, Chúa Giêsu mục tử, rồi vỏn vẹn thức lại vậy thôi. Căn nhà của anh này bị tai biến và tự sống một mình trong cảnh thiếu thốn như vậy. Chúng ta cũng đã nhìn thấy được sự thiếu thốn của anh ta. Giờ đây cũng mời ông bạn chị em đến với một ông cụ ở xã An Thạnh cũng đang bị tai nạn giao thông, nằm trên giường dưới sự giúp đỡ của con cháu trong nhà. Giờ đây chúng ta mời ông bạn chị em ta tiếp đến nhà của ông Úc Phương. Của giáo xứ, nhưng mà không may tai nạn giao thông, thành ra Quốc đã nằm đây nhiều năm. Và hôm nay thì biết được chút chút. Mới lên tới nha. Thấy Quốc ngủ ngon quá, anh ta không có gọi. Ngủ được không? Được. Vậy hả? Cũng bệnh từng này chứ. Thăm Quốc xíu nha. Dạ, con đi mỗi nơi chút xíu, thăm chút rồi đó. Lên tấm hình, để tấm hình gửi cho các vị ân nhân ha. Để rồi xin các vị ân nhân giúp giúp đỡ, rồi có cái để mà chia sẻ với ông Út với lại tất cả mọi người khác ha.